Chào bà con cô bác nha, hôm nay mùng 4 tháng 9 nha. Cái Samsung Z2 Pro nha, RAM 2 bộ nhớ 16 GB. Cái này bán 600 ngàn nha. Màn hình thì rất là đẹp luôn nha. Còn Samsung Z320, cái này thì màn hình hơi ám nhẹ, RAM 1 GB dưới, bộ nhớ 8 GB. Cái này thì bán 400 ngàn thôi. Z320 nha, cái này bán 400 ngàn. Còn ai có nhu cầu cao hơn thì vỏ đẹp thì có cái này Z320. Cũng là Samsung Z320 nhưng mà cây này thì vỏ đẹp nhé, màn hình cũng đẹp luôn. Thì giá 500 nha, 500. Cây Motorola nha, Motorola G4 Blade. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16 GB. Còn kính cường lực chưa có bóc. Nắp sau là nắp trượt nhé, cái này bán chống trượt chứ không phải nắp trượt, nắp sau là chống trượt. Còn hai cái mắt này như hai cái mắt gì đó, xài bên cái gì đó mình cũng chưa có tìm hiểu. Cây này bán 500 ngàn đó nha, 500 ngàn. Samsung Z5 2016, cây này RAM 2 bộ nhớ 16 GB. Cây này bán 600 ngàn nha. Cây này màn hình rất là đẹp luôn, bán 600 ngàn. Còn Samsung Z5, Z500 hay gọi là Z5 2015 cũng được. Cây này RAM 1 GB dưới nhé, bộ nhớ 8 GB. Màn hình thì rất là đẹp luôn, không có ám nhé. Đó, màn hình không có ám nhé. Màn hình zin mấy dòng máy Z3, Z5, Z2 rim bên mình là hoàn toàn là màn hình zin theo máy hết, chứ không có táp màn hình lô vô. Cái này bán vỏ đẹp thì giá 500 nha, còn vỏ xấu này thì giá 400 ngàn. Thay vỏ đẹp thì giá 500 nha. Mai mình đi mua mấy bộ vỏ mà mình thay. Giá 500. Còn Oppo A92, máy của Trung Quốc này. Oppo A92 máy của Trung Quốc. Cái này bán 400 ngàn nha. 400 ngàn do cái nắp sau của nó rất là xấu luôn, bể tựa lưa hết. Còn iPhone 5 thường, iPhone 5 thường bán giá nghe gọi. Cây này bán 400 ngàn iPhone 5 thường nha. Còn cao hơn nữa thì có iPhone 5S. iPhone 5S thì giá 500 nha. iPhone 5 thường 5S là phân biệt nhau cái camera nha. Cây này thì bán 500 ngàn nha. Có cây Huawei, Huawei này đang bị tài khoản, đang bị tài khoản chưa, mình cũng chưa có biết mở ra nha. Cho nên là để bán luôn nha, cây Huawei, cây này bán 200 ngàn đó nha, để vậy bán 200 ngàn nha. Đó, mình đang mở ra mà mình chưa biết mở ra nữa. Bán 200 ngàn nha, Huawei. Còn mình mở ra là bán 400 ngàn nha. Samsung Z2 Prime. Đó, màn hình zin rất đẹp luôn. Bán giá là chưa được tiền cái màn hình luôn. Cái này là bán 300 ngàn nha. Samsung Z2 Prime, RAM 1 GB dưới, bộ nhớ 8 GB. Bán 300 ngàn. Vỏ thì nhìn tương đối chứ không có đẹp nha. Còn màn hình thì rất là đẹp luôn. Oppo A93, cây này RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Oppo A93 nha, cây này bán 800 ngàn nha.
Đó, màn hình zin rất đẹp luôn. Nhưng mà vỏ này nó xấu nhá. Vỏ thì xấu, bán giá vỏ xấu là 800 ngàn. Oppo F5 RAM 4, bộ nhớ 32 GB. Cái này bán 900 ngàn nha. RAM 4 bộ nhớ 32 GB nha. Bán 900 ngàn nha. Do là vỏ xấu mình bán 900 ngàn nha. Còn vỏ đẹp thì giá khác. Giá từ 1 triệu mốc vỏ đẹp, hoặc là 1 triệu đó. Oppo Leo 9 nha. Oppo Leo 9. Cây này RAM 2 nha, bộ nhớ 16 GB nha. Màn hình đẹp luôn. Cây này bán 500 ngàn, Oppo Leo 9 nha. Hay là gọi là Oppo A37 gì cũng được. Còn Oppo F1S. F1S thì RAM 3 GB, bộ nhớ 32 GB. Oppo F1S nha. Cây này bán 800 ngàn nha, vỏ xấu luôn, bán 800 ngàn. Mình để vỏ xấu này thì nói chung mình thay vỏ mới cũng được thôi, nhưng mà để vậy cho bà con mua thì nó bớt được 200 ngàn tiền vỏ đó. Thay vì mình mua bỏ thêm 200 ngàn thì mua được vỏ đẹp, nhưng mà mình mua cây này mình mua nắp ốp thì hết có mười mấy ngàn thôi. Cho nên là bán cho những người mà kiểu người ta nói chung cũng ít tiền á, còn những người có tiền rồi thì thoải mái rồi, người ta vô Thế Giới Di Động người ta mua rồi. Cây Oppo A51 RAM 2, A51 W nha, RAM 2 bộ nhớ 16. Cây này bán 500 ngàn, Oppo A51. Samsung J700 RAM 2 bộ nhớ 16 GB. Đó, màn hình cũng còn đẹp nha. Màn hình cũng còn rất là đẹp luôn. Cái này do vỏ xấu nha. Vỏ xấu thì giá 600 ngàn nha. Còn vỏ đẹp thì giá 700. Samsung J1. J1 bên mình còn mấy cây nữa, cho nên là mình có, mình đăng hoài luôn. Samsung J1 2016. Cây này bán, hay gọi là J1 20 á. Cây này bán 300 ngàn nha. 300 ngàn do vỏ xấu nha, nhưng mà nó xài Bluetooth cũng còn ok nha. Còn Nokia 3 nghe nó ai chốt mà chưa thấy chốt. Cây này thì bị xấu màn nha, xấu đốm nha, chứ còn màn hình là không có bể nha. Màn hình còn đẹp, còn bấm mượt nha. Nokia 3, cây này đánh nắp sau của nó thì đánh bát đi là nó hết nha. Đánh bát đi là nó đẹp luôn. Cây này bán 300 ngàn nha, Nokia 3 bán 300 ngàn. Samsung J7 cộng hay gọi là J7 Plus. Bên mình nó có hai dòng nha, dòng J7 cộng, J7 Plus hoặc là J7 Pro nha. Nhưng mà đồng giá là 1 triệu nha. J7 cộng thì RAM nó 4 GB, bộ nhớ 32 GB. Còn J7 Pro thì RAM có 3 GB, bộ nhớ cũng 32 GB. Nhưng mà do cấu hình của nó bằng nhau á, thì bán giá bằng nhau, bán giá 1 triệu đổ đầu. J7 cộng nha. Cây nào màn hình cũng đẹp hết nha. Màn hình cây nào cũng rất là đẹp luôn. Còn Samsung S6 Edge nha. Samsung S6 Edge màn hình cong. Đó, màn hình cong nha. Samsung S6 Edge nha. Cây này bán 700 ngàn nha. Gọi Samsung S6 Edge giá 700 ngàn. Còn RAM thì không biết bao nhiêu, mà bộ nhớ của nó thì tới
64 GB hay gì đó. Những dòng này lâu quá thì cũng không có coi bộ nhớ nó bao nhiêu. Bộ nhớ nó như cũng 64 GB. Còn RAM thì không biết bao nhiêu nha. Cái này bán 700 ngàn. Samsung A71. Samsung A71 nha, RAM 8, bộ nhớ 128. Cái này bán 2 triệu 2. Còn Redmi 5i. Redmi 5i cái này RAM 4, bộ nhớ 64 GB. Cái này bán 1 triệu 2 nha. Redmi 5i nha, cái này bán 1 triệu 2. iPhone 13 Pro Max cây này vỏ sườn thì màu vàng đồng nha. Máy thì tương đối khá nha. Cây này bán 900 ngàn. 900 ngàn iPhone 13 Pro Max của Trung Quốc nha. Còn cây iPhone 13 Pro Max của Trung Quốc luôn. Cây này thì màu đen nha. Đó, còn cái nắp đít là ngày mai mình thay nha. Chứ để vậy bể quá. Để vậy nó bể quá thì bán đồng giá luôn nha, 900 ngàn thay nắp đít rồi nha. Còn ai nhu cầu muốn để về mình thì mình bán luôn nha, thì liên hệ mình bán luôn. Còn màn hình thì cây nào cũng đẹp hết. Còn iPhone 13 Pro Max cây này màn hình cũng còn đẹp nhưng mà bị lít kính nha, lít hai góc nha. Nó lít hai góc bán 600 ngàn đấy nha, 600 ngàn. Nó nắp sau còn đẹp luôn, bán 600 ngàn. Còn iPhone 14 Pro Max cây này chắc hạ giá luôn, bán 1,1 triệu thôi. iPhone 14 Pro Max nha, cây này thì bị lít kính nha, bị bể lắp lưng sau đó. Nên là hạ xuống luôn, bán giá 1,1 triệu nha. iPhone 14 Pro Max của Trung Quốc xài được hai sim, bán 1,1 triệu. Máy tính bảng nha, máy tính bảng thì cây tab tab A2016, tab A2016 nha. Cây này thì bán 600 ngàn. Đó, màn hình zin rất đẹp luôn, cầm 600 ngàn mua cái màn hình zin theo máy này là không được luôn. Bên mình bán là giá lúc nào cũng rẻ hơn giá tiền màn hình zin luôn. Còn nắp đít á, thì là lắp lắp đít thì đánh bát thì nó hết nha, cái này là nó vết dơ nha, để do để trong kho nó dơ đó, đánh bát thì là nó hết. Cái này bán 600 ngàn nha, xài YouTube, Zalo hay là học online cũng rất là tốt luôn, hay là trẻ con về tải ba cái trò chơi cho nó chơi cũng rất là ok luôn nhé. Còn iPad mình cũng thông báo nha, ai chốt nhiều khi có ông kêu nói là khách quen mà dò rồi không thấy số mà ông bảo khách quen rồi cũng bơm hàng, cho nên là ai chốt thì cứ cọc cái cạc Viettel Mobi nha, 50 ngàn nha, hoặc là chuyển khoản 100 ngàn thì mình bao ship, vậy thì mình mới gửi hàng nha, chứ tình trạng bơm hàng cũng rất là nhiều nha. Cây tắp A nha, tắp A B355, RAM 2, bộ nhớ 16. Cây này thì Android là nó 7 chấm. Cây này màn hình 8 inch, bán 800 ngàn. 800 ngàn. Còn iPad mini nha, iPad mini, cây này hết pin rồi. Hết pin iPad mini nha, cây này màn hình cũng rất là đẹp luôn nha, không có xài sim nha, bán 600 ngàn. Còn Tab E nha, Tab E thì Android 4.4 thì 600 ngàn. Còn Android mà trên Android 4.4 là chỉ có tải được YouTube về không quảng cáo nha. Còn mấy vấn đề trò chơi này kia vẫn tải được bình thường nha. Còn
Em muốn tải được Bluetooth đỏ thì thêm 200.000 á, 800.000. Cây cây Galaxy Tab, nha, T1000 mát. Cây này độc dòng họ của Trung Quốc, dòng họ của Martell, nó cũng có thương hiệu nhưng mà nó thuộc dòng họ của Martell nha. Còn có người muốn nhu cầu mình cho coi bộ nhớ thì mình cho coi nha. Đó, cho coi bộ nhớ thì mình cho coi nha. Coi bộ nhớ nó nằm đâu. Bộ nhớ nó thì còn đang tính toán. Bộ nhớ thì còn đang kiểm tra. Đó, RAM thì nó để tới 8 GB lận nha. Đó, muốn coi bộ nhớ thì mình cho coi nha. Còn mấy dòng này là hoàn toàn mình không có biết. Mình không có dàn, mình không phải là chủ công ty nữa. Còn iPad 2, cái này không xài SIM luôn. Thì ra đồng giá với thằng iPad mini không xài SIM 600. Đó, 600 ngàn nha. Mấy cái bezel giờ này thì mình lau chùi được hết nha. Lau chùi được hết nha. Kẹo là nó ra hết à. Đó, cái này bán 600 ngàn luôn nha. iPad 2 nha. Mới này iPad mini cũng bán đồng giá luôn, 600 ngàn luôn. Và như thường lệ thì ai cọc thì mình mới gửi hàng nha. Cọc cạc Viettel Mobi cũng được 50 ngàn nha. Còn shipper tới nơi mình kiểm tra. Nếu mà máy mà có vấn đề gì thì liên hệ lại mình hỗ trợ ship cái khác. Tiền cọc mình vẫn trừ ra, bà con khỏi lo mất. Còn ai chuyển khoản hơn 100.000 trở lên mình bao ship. Ai chốt 2 cây một lần mình cũng bao ship nha. Thì thời gian 3-4 ngày á, trong thời gian vừa rồi nghỉ lễ thì nó đi hơi chậm. Còn bây giờ thì trong thời gian 3-4 ngày chưa có máy thì liên hệ lại mình hỗ trợ ship cái khác nha. Rồi chào bà con cô bác nha.